Thưa quý vị, tiếp tục với câu chuyện một số công trình villa bungalow xây dựng trên đất quy hoạch rừng phòng hộ quanh khu vực Hồ Đồng Đỏ, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn đã được Truyền hình Quốc hội Việt Nam đưa tin. Qua tìm hiểu của nhóm phóng viên tại khu vực này còn gặp phải một số vấn đề bất cập liên quan đến việc quy hoạch đất rừng. Đây là bản quy hoạch đất rừng phòng hộ năm 2008 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo bản quy hoạch này, thì phần màu xanh lá cây là đất rừng phòng hộ. Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân sinh sống tại thôn Minh Tân, xã Minh Chí, huyện Sóc Sơn, thì bản quy hoạch này đang có sự trồng lấn lên đất của các hộ dân tại đây. Quy hoạch rừng 2008 là quy hoạch vào nhà ở, đất ở, trường học, nhà văn hóa, công trình phúc lợi, tóm lại quy hoạch toàn thể dân khu kinh tế mới Đồng Đỏ ngày xưa và nay là thôn Minh Tân vào rừng phòng hộ năm 2008. Người dân cho biết, từ năm 1985, nhà nước có chủ trương khuyến khích người dân đi xây dựng kinh tế mới, khai hoang, trồng cây phủ xanh đổi chọc, canh tác và dựng nhà sinh sống trên địa phận là thôn Minh Tân ngày nay. Sau đó, thôn Minh Tân trở thành một địa giới hành chính của xã Minh Chí, có chi bộ, có trường học. Bà con chúng tôi sinh sống đến từ 1985 đến năm 2007 là 25 năm. Thì đến năm 2010, chúng tôi mới phát hiện ra cái tấm bản đồ quy hoạch rừng năm 2008. Nói về quy hoạch rừng là nhân dân chúng tôi cho là rất là bất ngờ, từ cán bộ và nhân dân thôn Minh Tân bất ngờ. Vì ở sinh sống sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 93. Từ khi có quy hoạch đất rừng phòng hộ 2008 thì cuộc sống của các hộ dân thôn Minh Tân gặp nhiều khó khăn. Làm được ra một chút để sửa lại cái nhà để cho nó kiên cố, nó để ở được thì cũng vào cái này là quy hoạch rừng, chúng ta không thể làm được. Theo lãnh đạo xã Minh Chí và đại diện huyện Sóc Sơn, những ý kiến của người dân tại thôn Minh Tân đã được ghi nhận. Chính quyền địa phương cũng đang tìm giải pháp để tháo gỡ vướng mắc. Đề xuất kiến nghị cắm lại cái mốc giới rừng, cắm mốc giới rừng và cắm mốc giới hồ, rồi thì đo đạc cái bản đồ địa chính cho hộ dân. Cái chủ trương đấy của thành phố đang cho huyện Sóc Sơn là làm chủ đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch đất rừng. Và khi điều chỉnh trong quy hoạch đất rừng thì là huyện sẽ chỉ đạo đo bản đồ giải thửa đối với các hộ dân gốc và hiện hữu là sử dụng đất của khu Minh Tân, đặc biệt là thôn Minh Tân. Những ý kiến trái chiều liên quan đến bản quy hoạch đất rừng phòng hộ 2008 cùng với những kiến nghị của người dân chưa được giải quyết đã khiến chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý xây dựng. Trong lúc quy hoạch đất rừng chưa điều chỉnh xong, theo chỉ đạo của thành phố, thì Chi cục Kiểm lâm Hà Nội liên tục gửi các văn bản về tình trạng xây dựng san ủi trên đất rừng phòng hộ diễn biến phức tạp, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn chỉ đạo chấm dứt các vụ vi phạm.